Ăn cà chua có giúp giảm đường huyết không? Cà chua thường được coi là một lựa chọn tốt cho người bệnh tiểu đường vì nó có chỉ số đường huyết thấp. Cà chua có chứa chất xơ và nước nhiều, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường trong máu, giúp kiểm soát đường huyết. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và cải thiện độ nhạy insulin. Loại thực phẩm này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene, vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Bên cạnh đó, cà chua có hàm lượng carbohydrate tương đối thấp so với nhiều loại rau củ khác. Điều này có nghĩa là chúng có ảnh hưởng ít đến mức đường trong máu, điều này làm hỗ trợ cho việc kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, loại quả này có hàm lượng nước cao, tạo thêm khối lượng cho khẩu phần ăn mà không tăng thêm calo hoặc carbohydrate. Việc duy trì trạng thái cung cấp nước đủ cho cơ thể rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và cũng có thể hỗ trợ việc kiểm soát đường huyết.